Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với bản tin ngắn của Xe Hay ngày hôm nay. Mở đầu là tin tức thú vị tới từ mẫu xe Honda Civic Type R 2023 bản thương mại. Ngày 26 tháng 5, thì chiếc Civic Type R 2023 bản thương mại đã được đưa về đại lý ở thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị đến tay khách hàng. Honda Civic Type R được nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản, có giá bán lên đến 2 tỷ 399 triệu đồng. Honda Civic Type R 2023 lần đầu ra mắt khách hàng trong nước tại triển lãm ô tô Việt Nam VMS 2022 diễn ra vào tháng 10 năm ngoái và nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người mê xe thể thao. Đến tháng 12 năm 2022, xe chính thức được nhận cọc với giá bán 2 tỷ 399 triệu đồng. Sau một khoảng thời gian dài chờ đợi, mới đây chiếc Civic Type R 2023 bản thương mại đã có mặt tại một đại lý xe Honda tại thành phố Hồ Chí Minh và chuẩn bị được bàn giao đến tay khách hàng. Chiếc xe có màu sơn ngoại thất Sonic Gray Pearl, đặc trưng của dòng hatchback hiệu suất cao này. So với bản tiêu chuẩn, Civic Type R sở hữu ngoại hình thể thao hơn nhờ bộ lưới tản nhiệt kích thước lớn, được sơn đen, hệ thống đèn pha công nghệ LED, khe gió, ốp hông khí động học. Bộ mâm của xe là loại 5 chấu kép, kích thước 19 inch, sơn màu đen mờ, cùng kẹp phanh từ thương hiệu Brembo. Phía sau xe được trang bị cánh gió kích thước lớn, 3 ống xả đặt giữa càn sau. Các chi tiết khác có thể kể đến như logo Honda với nền màu đỏ, logo Type R được lắp đặt tại nhiều vị trí như lưới tản nhiệt, đuôi xe. Di chuyển vào bên trong, Civic Type R 2023 sở hữu nội thất tông đen đỏ đậm chất thể thao đặc trưng. Xe được trang bị màn hình giải trí trung tâm, kích cỡ 9 inch, kết nối Apple CarPlay, Android Auto và cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch. Hộp số sàn 6 cấp tương tự thế hệ trước, kết hợp tính năng Red Matching với khả năng điều chỉnh vòng tua máy khi sang số. Mẫu hatchback hiệu suất cao được trang bị gói công nghệ an toàn Honda Sensing với các chức năng như cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo trạch làn đường, phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn đường, giám sát điểm mù và kiểm soát hành trình thích ứng. Honda Civic Type R 2023 được trang bị khối động cơ 2.0 lít DOHC VTEC Turbo, sản sinh công suất 315 mã lực tại 6.500 vòng trên phút và mô men xoắn 420 Nm trong khoảng 2.600 đến 4.000 vòng trên phút. Tốc độ tối đa được giới hạn ở mức 272 km/h. Tin nhắn tiếp theo là về siêu phẩm Aston Martin DB12, mẫu Super Tourer thay thế cho DB11, chính thức được trình làng. Aston Martin gần đây đã cho ra mắt một mẫu xe thay thế DB11, mẫu xe mà hãng gọi là Super Tourer thay vì là Grand Tourer. Đó chính là Aston Martin DB12 2024. Chiếc Super Tourer này được trình làng cùng với dịp kỷ niệm 110 năm thành lập thương hiệu Aston Martin. Đặc biệt, mặc dù Aston Martin quảng cáo đây là một mẫu xe mới, nhưng trên thực tế DB12 là bản nâng cấp mạnh mẽ của DB11, được giới thiệu lần đầu vào năm 2016. Tuy nhiên, Aston Martin DB12 đã được sửa đổi ngoại thất, có nội thất hoàn toàn mới và dùng động cơ 4.0 V8 thay vì V12 giống với người tiền nhiệm DB11. Thoạt nhìn, Aston Martin DB12 có thể trông không khác mấy so với DB11. Tuy nhiên, xe đã được sửa đổi hoàn toàn thiết kế. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt khổng lồ, hai bên là đèn pha LED mới, phía trên lưới tản nhiệt là logo mới của Aston Martin, trong khi bên dưới là bộ chia gió cải tiến. Tiếp đến là gương chiếu hậu không viền và tay nắm cửa dạng ẩn, mang đến cái nhìn sang trọng, đồng thời làm giảm hệ số cản cho xe. Aston Martin DB12 sử dụng bộ mâm kích thước 21 inch đi kèm phanh đĩa 400mm phía trước và 360mm phía sau. Ngoại thất của DB12 có thể trông khá quen mắt, nhưng bên trong cabin, Aston Martin thực sự đã có một cuộc cải tổ. Giám đốc thiết kế của Aston Martin, ông Mike Neuberger cho biết đây là khu vực có khoản đầu tư thực sự lớn. Cụ thể, toàn bộ khoang cabin của Aston Martin DB12 đều được làm từ vật liệu cao cấp như da Alcantara và sợi carbon. Xe có bảng điều khiển trung tâm thiết kế mới với các khe gió điều hòa mảnh hơn. Super Tourer được trang bị màn hình thông tin giải trí cảm ứng kích thước 10,25 inch, chạy phần mềm do Aston Martin thiết kế, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, 4G, ra lệnh giọng nói và định vị vệ tinh. Ứng dụng Aston Martin mới cho phép chủ sở hữu kết nối với ô tô từ điện thoại thông minh của họ để theo dõi vị trí của ô tô, đặt giới hạn tốc độ, mở hoặc khóa ô tô từ xa, gọi dịch vụ khẩn cấp hoặc đặt dịch vụ ô tô. Trong 3 năm đầu tiên, khách hàng được sử dụng miễn phí dịch vụ này của Aston Martin. Các tiện ích nổi bật khác bên trong cabin của Aston Martin DB12 bao gồm hệ thống âm thanh cao cấp Bauer & Wilkins, 15 loa, ghế thể thao Sport Plus, cần số tối giản và sử dụng vật liệu cao cấp hơn.
cung cấp sức mạnh cho Aston Martin DB12 là khối động cơ V8 4.0 lít tăng áp kép mới từ Mercedes-AMG thay vì V12 giống DB11. Khối động cơ này của DB12 sản sinh công suất 671 mã lực tại 6.000 vòng trên phút và mô men xoắn 800 Nm trong khoảng từ 2.750 đến 6.000 vòng trên phút. Thông số này cho thấy Super Tourer mạnh hơn 30% so với động cơ V8 trên DB11, chỉ có công suất 528 mã lực và thậm chí còn mạnh hơn cả DB11 V12. Khối động cơ này đi kèm hộp số tự động 8 cấp, nhờ đó DB12 có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 3,6 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 325 km/h. Aston Martin cho biết họ đã thực hiện một số sửa đổi quan trọng để làm cho DB12 hoạt động hiệu quả hơn trước. Cụ thể, hệ thống treo trên Aston Martin DB12 sử dụng giảm sóc kích ứng đời mới cùng thanh chống lật cứng hơn để đảm bảo cấu trúc tổng thể trước công suất mới mạnh hơn đáng kể. Đáng chú ý, DB12 là mẫu xe đầu tiên của dòng DB có vi sai điện tử phía sau có thể khóa mở chỉ trong vài mili giây. Xe có 3 chế độ lái là GT, Sport và Sport Plus đều sẽ tự tùy chỉnh hệ thống treo để đảm bảo trải nghiệm thể thao hơn cho người lái. Trong khi ở những chế độ thường thì độ tiện nghi, êm ái được ưu tiên tối đa. Theo công bố của nhà sản xuất, Aston Martin DB12 sẽ chính thức được mở bán và bàn giao từ quý 3 năm nay cho khách hàng trên toàn cầu.